Vâng, xin chào quý chú bác anh chị đến với kênh Chợ Nhật Bãi. Nhớ đăng ký kênh thì em lên clip số 29 về đồ nghề ha. Thì em cũng xin nhắc lại hai thức giao dịch bên em là chuyển khoản đơn trên 300 thì sẽ bao ship, và đơn dưới 300 thì chuyển thêm dùm em là 10.000 tiền phí ship và cốt đồng giá là 30.000 một đơn. Chốt hàng thì anh chị mình điện thoại trực tiếp vào số điện thoại trên tiêu đề khi bên em vừa lên clip, hoặc ngày hôm sau thì anh chị mình nhắn tin vào số điện thoại trên tiêu đề dùm em ha. Thì để theo dõi các clip tiếp theo, anh chị mình vui lòng mình bấm nút like và nút đăng ký kênh, để khi bên em vừa lên clip thì sẽ hiện thông báo về điện thoại, anh chị mình có thể vô xem ngay. Rồi em sẽ vào chi tiết clip số 29 ngày hôm nay ha. Đầu tiên mã số 1 là một cây thước size là 30 cm anh chị. Cây này là có logo Zozic nội địa Nhật ha, có logo Zozic nội địa Nhật, hàng mới chưa xài đây đó anh chị mình thấy ha. Thước dài 30 cm, Made in Japan, hàng còn mới chưa sử dụng anh chị. Đằng sau có những cái bảng chuyển đổi, có những cái bảng chuyển đổi từ in sang made như thế này đó. Rồi cái thước 30 cm, hàng nội địa Nhật, mã số 1, giá là 100 ha. Số 1 100. Số 2, em lên một cây cần vặn tự động của hãng Tone. Cây này đầu 1/2 anh chị ha, và hình thức như thế này. Thì chỗ này còn dính như là em đánh bóng thôi, nó còn dính ít như kiểu là lơ thôi nha. Đây anh chị mình thấy hoạt động ok ha, còn cái này là em cũng chưa có bỏ dầu vô. Hàng còn đẹp anh chị, hàng còn đẹp, hoạt động còn tốt nha. Những cái đầu anh chị mình thấy là hàng mới xài lướt thôi, không có bị cấn bị dập gì hết. Thì bề ngoài có chóc xi nhẹ như thế này. Đó, anh chị lưu ý kỹ giùm em. Có logo Zozic nội địa Nhật. Đầu là đầu 1/2, chiều dài tầm khoảng là 26.5 cm. Mã số 2, giá 220. Số 3. Số 3 em lên một cây thước thủy còn trong vỏ ha. Cây này là thân nhôm, hãng KOD, Made in Japan, hàng chuẩn nên chị ha. Cây này chiều dài là 23 cm, tương đương với 9 inch. Đó. Hàng sản xuất tại Nhật luôn, gồm có ba cột thước thủy nha anh chị. Gồm có 3 cột thước thủy. Rồi. Hàng chưa sử dụng ha. Đó. 23 cm. Anh chị mình có thể thấy thân bằng nhôm rất là cứng cáp chắc chắn. Chiều dài tổng là 23 cm, hàng chưa xài. 23 cm. Ba cột nước ok anh chị. Đó, nước nó chảy bình thường nè. Cột dọc, cột ngang và cột chéo, Made in Japan. Chỗ này có nam châm hít rất là mạnh anh chị. Nam châm hít rất là mạnh nha. Rồi. Mã số 3. Mã số 3 giá 250. Một cây Livo 3 cột thước thủy của hãng KOD Nhật Bản nha. Tiếp theo em lên mã số 4. Số 4 là một cây vít PS2 dài. Cây này là của hãng Anet Nhật Bản. Thì phần đầu anh chị ha, bên này là nhựa trong, cái này anh chị mình có thể gỡ ra được ha. Mình gỡ cái phần đúng bên này ra được. Đầu PS2 của hãng Anet Nhật Bản ha. 2 nhân chiều dài tổng là 300 mm, Made in Japan. Đó, Anet. Thì phần thân còn sáng anh chị, phần thân còn sáng, không có bị chóc xi ha. Phần đầu còn rất là đẹp. Chiều dài tổng là chiều dài tới đây là khoảng 30 cm ha. Phần tay cầm nó tầm khoảng 9 cm là tổng là 39 cm. Mã số 4 ha. Mã số 4 giá 160. Số 4 là 160. Tiếp theo lên mã số 5 là một cây thước PH. Số 5 là một cây thước đầu, một cây vít đầu PH3. Cây này là của hãng KTC anh chị, KTC rất là xịn, KTC Japan. Rồi. Cây này còn rất là mới ha. Đây là phần cán nhựa đặc màu đỏ đậm. Thân là có một lớp sơn màu đen còn mới, chrome vanadium. Đây, nước sơn là chưa chóc gì hết luôn. Anh chị mình thấy hàng đầu PH3 giùm em. Anh chị mình có hay sử dụng đầu PH3 thì anh chị mình có thể mua cây
Covid này của hãng KTC dài tổng là khoảng 26.5 xăng, phần tới đây là 15 xăng. Mã số 5 giá là 170. Số 6. Em lên một cây vít đầu trừ. Cây này là của hãng Tone Nhật Bản. Số 6 150. Chiều dài tổng là khoảng 26.5 xăng. Đầu này có phần đầu đóng anh chị. Cái vít này có phần đầu đóng. Đó. Nó thẳng xuống. Khi mà anh chị mình vặn mà nó cứng quá đó, thì anh chị mình có thể mình lấy búa mình đặt để nó thêm lực. Mình đóng vô phần trên đầu là cho thêm lực. Bên trong này là một cái khúc thép từ trên xuống dưới luôn. Nên chị mình khi mình đóng đầu này để mình vặn cái vít ốc ra là ok ha. Đây. Full ly ha, anh chị mình có thể làm được những việc khó khăn hơn. Thì đầu vít này là vít trừ trừ 9 nha anh chị ha, trừ 9 ly. Trừ 9 ly phần đầu còn rất là đẹp ha. Anh chị mình có thể thấy phần đầu còn rất là đẹp của hãng Tone. Chiều dài tổng là 26.5 xăng. Tone Tune. Mã số 6 giá 150. Số 7. Em lên một cây ha, một cây thước góc số 7. Cây này của Nhật, thép phong rỉ. Chữ còn rất là sáng bóng, rõ ràng. Anh chị mình có thể thấy sáng bóng rõ ràng ha. Phần này là 10 cm. Đây anh chị mình có thể xem ha. Phần 10 cm. Đây, có hình con cá chép và hình con cá chép, và bên này hình con chim ha. Hình con chim. Rồi bên này là hệ, chắc là hệ in là 4 in. Chiều dài khúc này là 10 cm ha, đo tổng ra tầm 15 cm. Mã số 7 giá là 120. Số 8. Em lên một cây Livo. Cây Livo là của hãng Bell House. Dòng sản phẩm là 0714 101 bằng gỗ nha anh chị. Đây bằng gỗ. Anh chị mình có thể thấy bằng gỗ ha. Thì cây này gồm có 3 cột thước. Thước chạy ok nha anh chị. Đó, thước chạy ok nha. Đó. 3 cột nước chảy ok nha anh chị. Đó, 3 cột nước chảy ok anh chị. Rồi. Cây thước này dài tổng khoảng 23 xăng, bản rộng khoảng hơn 3 xăng. Mã số 8 giá là 101. Số 9. Em lên một cây búa đinh. Cây này của hãng Đắc Du. Đây, Đắc Du. Sản xuất tại Nhật luôn. Có logo hình đầu trâu. Phần cán nhựa còn đẹp nha chị. Phần cán nhựa còn liền lạc chắc chắn. Đây là phần thân sợi thủy tinh. Đây, phần đầu búa ha. Đầu búa nhổ đinh. Đó, phần đầu búa nhổ đinh nha chị. Cây này gần như là chưa xài luôn, còn rất là mới. Đây là phần đầu đóng. Đầu đóng rất là đẹp ha. Đều tắt. Có những cái rãnh này anh chị mình khi mà mình đóng nó không có bị trượt. Nước sơn màu đen vẫn còn đẹp. Thì cây búa nhổ đinh này của hãng Đắc Du nặng là 500g. 500g, dài tổng là khoảng 33 xăng. Chiều này tầm khoảng là 10 xăng và phần đầu đóng là tầm khoảng 2.2 xăng. Rồi, nặng 500g tổng thể, mã số 9 giá 207. Số 10. Em lên một cây búa bi của hãng OH. Cây số 10. Cây này là cán gỗ. Đây, đầu 3/4. Chiều dài tổng khoảng 31 xăng. Đầu gì đâu, còn đẹp không có bị mụn mặn anh chị. Đó, sáng bóng. Dài tổng khoảng 9.5 xăng. Đường kính đầu đóng là khoảng 2.7. Khoảng 2.7 xăng ha. Mã số 10, 200 một cây búa bi. Nặng là khoảng 500g. 500g, mã số 10, 200. 11. Là một cây thước đo độ. Cây này của hãng Singwa. Hàng mới chưa sử dụng. Singwa ha, các khung rỉ. Singwa ruler. Thì cây này hàng chưa xài nha chị. Hàng chưa xài. Đó, hàng chưa xài, chị mình thấy nó còn mới nguyên ha. Này. Make in Japan. Cái này anh chị mình đo độ khi mình tới đâu thì anh chị mình xếp con ốc lại cho nó cứng rồi mình đặt thông số ha. Ví dụ tới đây là anh chị mình đặt bao nhiêu độ? 30 khoảng 40 bốn mấy độ nè. Hàng mới chưa xài nha. Hàng mới chưa xài.
Rồi. Chiều dài phần thước này tầm khoảng 12 xăng. Chiều cao phần thước này tổng tầm là khoảng 6.8 xăng. Và chiều dài tổng thể cái thước là tầm khoảng là 30 xăng anh chị em, bằng một cái thước luôn là 30 xăng. Hàng mới chưa sử dụng, một cái thước đo độ của hãng Sinh Hoa, mã số 11, giá 300. Cái này anh chị mình xài cũng được, anh chị mình đi tặng cũng được ha, hàng mới chưa xài. 11 300. 12. Em lên một cây ha, một cây thước. 12 một cây thước chéo. Cây này của hãng Sinh Hoa. Đó. Hình thức đây nha anh chị. Made in Japan. Đây. Thì cây này chiều dài tầm khoảng là 11.5 xăng. Chiều cao tầm khoảng 6.5 xăng. Chiều cao tầm khoảng 6.5 xăng hình thức. Cây này thì còn láng nha. Cây này láng o thép không rỉ của Nhật, Sinh Hoa Stanley Tail ha, thép không rỉ. Mã số 12, giá 180. 13. 13 lên một cây kìm con cá của hãng Hai Tép. 13. Hàng còn rất là mới. Cái phần bọc nhựa màu đỏ cam ở bên dưới đây nha anh chị. Đây có cách chút xíu thế này không ảnh hưởng gì nhiều ha. Anh chị mình có thể quấn băng cao điện. Xi mạ trên ở trên còn sáng bóng Hai Tép. Dòng sản phẩm là PNL200 có logo Zosic nội địa Nhật. Răng đều hết ha. Đó, răng rất là đều. Đó. Cái này thì có hai đất cho anh chị mình xài ha. Đó. Phần bên này anh chị mình có thể cắt đi kẽm được ha. Cái phần là lỗ này anh chị mình có thể cắt đi kẽm được. Cây này chiều dài tầm khoảng 21 xăng, mã số 13, 150. 14 em lên một cây kìm điện cho anh chị mình sưu tầm. Cây này là của hãng Tone Tun, ít khi gặp hàng Tone mà cây kìm điện như thế này. Tone Tun có logo Zosic người địa Nhật. Cây này màu vàng đậm, cán liền lạc, không có bị rách. Nước da còn láng ha. Tone Tun dòng sản phẩm là CT175, có logo Zosic nội địa Nhật. Đó, anh chị mình thấy ha. Nước da còn rất là sáng. Răng đều. Đây, răng đều. Phần răng bên này ha. Rồi. Mã số 14 dài tầm khoảng là 18.8 xăng. Mã số 14 giá là 260. Anh em chị, 14 260. Đây. Đó. 14 260. 15. Em lên một cây kìm điện của hãng Asahi 15. Cây này cũng còn đẹp, không bị hở sáng nha anh chị. Chiều dài cái này tầm khoảng là 18.5 xăng. Phần cán còn liền lạc của Asahi Nhật Bản. Đó. Cấn đây chút xíu thôi. Da dẻ láng mịn. Đây phần răng ha. À cái này phần răng cũng có bị cấn rồi nha anh chị. Cũng có bị cấn rồi. Mã số 15, 150, 150 ha, của Asahi. Đó. Chị mình thấy ha. Phần răng này nó bị cấn chút xíu. Mã số 15, 150. 16. Em lên một cây kìm cho anh chị mình chuyên cắt chân linh kiện điện tử. Đó. Cây này. Cây này có lò xo trợ lực, phần cán còn liên lạc của hãng Tamiya Craft Tool. Thì cây này có hở sáng một chút nha anh chị ha, nhưng mà anh chị mình cắt dây điện vẫn được. Đó. Đây. Xem kỹ giùm em ha. Ông chút xíu phần giữa thôi, không có bị nhiều. Anh chị mình cắt dây điện vẫn được nha. Đó. Này em cắt dây điện lớn luôn. Đó. Chị mình cắt dây điện lớn vẫn được nha. Đây cắt xuống phần dưới rồi. Đó. Cắt ok nha anh chị. Rồi, cái này về anh chị mình cắt chân linh kiện điện tử khi anh chị mình sửa đồng hồ gì đó. Hoặc là anh chị mình sửa những thiết bị điện tử nhỏ nhỏ thì anh chị mình có thể sử dụng cây này. Chiều dài cây này tầm khoảng là 13 xăng, mã số 16, 150. 17. Là một cây mỏ lết của hãng Sanki, cây này size là 200. Cây này cho anh chị mình sưu tầm luôn, da dẻ láng. Có logo Zosic nội địa Nhật, có chữ Japan logo. Đây.
còn láng rất là láng anh chị, size 200 của hãng Sanki Nhật Bản. Ngàm là ngàm còn rất là mới, gần như là chưa sử dụng anh chị, ngàm còn rất là mới ha. Ngàm mở tối đa là 2.5 xăng, mã số 17, một cây mỏ led size 200 của hãng Sanki Nhật Bản, 280 17 180 18. Em lên một cây mỏ led thì hai ba cây hôm nay cho anh chị mình sưu tầm cũng được, hàng còn mới, ngàm điện còn ok. 18 cây này là size 10 inch, có logo Zozic nội địa Nhật, nước sơn còn đẹp, nước xi còn đẹp của hãng Lobster Nhật Bản ha. Cây này size 250, đây anh chị mình thấy đây, ngàm mới tinh, ngắn o ha, sưu tầm cũng được, Lobster. Cây này size 250, mã số 18, giá 230. Anh chị mình thấy ha, răng rất là đều, ngàm rất là ngàm láng đó, ngàm rất là láng ha. Rồi size 250, ngàm mở tối đa là khoảng 2.8 xăng, mã số 18, giá là 230. 19, em lên một cây mỏ led của hãng Hitron, có logo Zozic nội địa Nhật ha, Hitron của công ty Toko Tohokuki. Size này là size 200mm, tương đương với 80. Hàng còn trong bọc ha, anh chị mình thấy cái mỏ liền là bằng trang, hàng chưa xài. Japan ha, Tohokuki Nhật Bản. Đó, cây này là cây size 200. Đây anh chị mình thấy cái ngàm bên trong ha. Đấy, ngàm này là chưa có dấu vết xài đâu nha anh chị, ngàm mình chưa có vết dấu vết xài đâu, có thể cái đường phay nó dính còn ít là cái vị cái bavia thôi, chứ còn ngàm này chưa xài ha. Anh chị mình có thể thấy nè, chưa có cấn gì hết ha, hàng mới chưa sử dụng, size 200 của hãng Hitron, công ty Tohokuki Nhật Bản, mã số 19, giá 190 19 190. 20, em lên một cây mỏ led, cây này là size 300 của hãng Sunki, Sunki Nhật Bản, mã số 20. Rồi, made in Japan, đầy đủ láng o, cây này cho anh chị mình sưu tầm ha, size 15 inch, thép forged CRV, Sunki Nhật Bản ha, có logo Zozic, size 300, ngàm bằng trang luôn, về anh chị mình sưu tầm, mã số 20, giá 300. Đây, phần ngàm bên trong ha, đó, size 300 nha anh chị, size 300 ha, mã số 20, 300. 21, em lên một cây kìm mỏ quả của hãng Lobster, cây này ngàm mang cá dày dặn nha, thì phần cán ở dưới còn liền lạc anh chị, phần cán màu xanh đậm, màu xanh navy ở bên dưới còn liền lạc, Lobster nhìn rất là dày dặn cứng cáp ha, nghe ngàm nó dày này. Thì cây Lobster này size 250, răng lên chị, phần răng bên trong ha, cái này dính nha, dính dơ thôi, răng bên trong đều ha, phần răng rất là đều đó. Đây phần răng trên nha chị ha, phần răng trên như thế này đó, xem kỹ giùm em phần răng trên. Rồi, mã số 21, giá 200. 22, là một cây búa, thì cây búa này cán gỗ, giống như cây này giống như hàng trưng bày, thì ở bên trong như thế này anh chị về mình có thể mình phủ thêm một lớp sơn màu vàng lên trên cho nó liền ha, tại vì giống như có sử dụng có đóng nên là nó có những chắc những cái lớp mạ bên ngoài, lớp mạ màu vàng bên ngoài nè. Đó, hàng này giống như hàng trưng bày anh chị mình đề co mình trang trí này, ok nha anh chị. Đó, cái là cái lớp bên ngoài ha, xem kỹ giùm em, lớp bên ngoài là lớp sơn hay là lớp mạ màu vàng ha, bên trong là lớp màu đen giống như bằng không biết bằng gang hay bằng gì đây. Cán là bằng gỗ, cây này thì anh chị mình về mình phủ lại một lớp sơn, mình spa lại rồi mình sưu tầm, mình trang trí, mình decor, mình chụp hình gì đó. Thì cây này dài tổng là 21.5 xăng, và phần đầu này tầm khoảng là 2.8 xăng, đường kính đầu này tầm khoảng là 1.5 xăng anh chị. Dưới này giống như hình chiếc lá đây, hai bên giống như hình hai chiếc lá mà có sử dụng nên nó có những cái cánh như thế này. Đấy, xem kỹ giùm em. Rồi, mã số 22, 100, cây này nặng tầm khoảng 100g. 22, 100. 23,
Em lên một cây vít lùn cho anh chị mình sử dụng trong những góc kẹp. Cây vít lùn này đầu trừ, chắc đầu trừ 6 của hãng Vietcell ha. Đây, đầu trừ 6 của hãng Vietcell, sản phẩm của Nhật, hàng là còn khá là mới, chưa sử dụng, nước sơn màu đen vẫn còn, không có vết nào cấn nhiều nha anh chị. Chiều dài cây này tầm khoảng là 6.5 gần 7 xăng, hàng còn rất là mới. Mã số 23, giá 70. 24, em lên một cây vít cho anh chị mình đảo chiều. 24, cây này của Stanley Mỹ đó. Stanley Make in USA, Make in USA, nhỏ. Rồi, phần này phần anh chị mình đảo chiều đó. Đây ha, anh chị mình thấy hoạt động ok này, đảo chiều ngược lại. Rồi, cây này bằng thép khung rỉ, chiều dài khoảng là 9.8 xăng, và phần đây là phần đầu trừ nha anh chị ha. Phần đầu trừ này trầm tầm nào khoảng 7 ly. Phần đầu trừ này tầm khoảng 7 ly nha anh chị. Phần đầu trừ tầm 7 ly. Và cây này nếu mà đầu trừ lớn hơn, bên này đầu trừ lớn hơn là đầu khoảng 9 ly ha. Khoảng 9 ly, 7 ly và 9 ly, hai đầu trừ hai bên. Đó, rất là đẹp ha. Mã số 24, 120. 25, anh chị mình có thể mua 24 và 25 mà là một combo đầu vít đảo chiều. Đó, 25, cây này 140. Cây này của hãng SK11 Tool ha. SK11 Tool Nhật Bản. Đây, đây là đầu vít cộng. Đầu này tầm BH1 và BH2. Đó, đầu BH1 và đầu BH2. Mình đảo chiều ngược lại nha anh chị. Đó, hoạt động ok hết. Phần đầu đây nha. Thì anh chị mình lưu ý hai cây này là hai cây mini cho anh chị mình sử dụng. Anh chị mình có sửa chữa nhỏ. Cây này dài tầm khoảng là 10 xăng ha. 10 xăng đầu BH1 và đầu BH2 của hãng SK11 Nhật Bản. 25.4. Này có sẵn một cái móc khóa cho anh chị mình xài luôn. 26. Em lên một cây vít. Cây vít này là của hãng Vietcell 26. Cây này thì có bọc cách điện nha anh chị. Hàng còn mới, gần như là chưa xài, đầu trừ. Đầu trừ này là đầu chắc tầm trừ 8 ha. Thấy số 8. 8 trừ 8 nha anh chị ha. Đầu là đầu trừ 8. Và phần bọc nhựa cách điện xuống tới dưới này nhầy hơn ha. Hàng còn rất là mới. Màu đỏ còn sáng nguyên, màu đỏ sáng. Vietcell 808-150. Thì phần tới đây là tầm 15 xăng nè. Đó, chị mình thấy 15 xăng. Tổng thể nó dài tầm khoảng là 26.5 xăng. Chrome vanadium steel ha. Thép chrome vanadium rất là cứng. Sản phẩm của Nhật Bản. Một cây Vietcell đầu trừ 8, có bọc cách điện xuống tới dưới này luôn. Mã số 26, giá 200. 27, em lên một cây Livo 27-140. Cây này cũng có nam châm hết ha. Cây này size mini cho anh chị mình cầm bỏ túi, hoặc chị mình cài vô túi áo nè. Đó, cài vô túi áo ha. Cây này của hãng N&M Nhật Bản. Đó, hàng cũng còn rất là đẹp nha chị ha. Cây này có sẵn cái móc cho anh chị mình treo vô khi cột nước. Cột nước đây. Rồi, cột nằm ngang ha. Đó, hoạt động ok nha chị ha. Nam châm. Rồi, thì cái này chiều dài tầm khoảng là 8.5 xăng, chiều cao tầm khoảng là 4.5 xăng. Mã số 27, 140. 28 là một bộ lục giác gồm 4 cây, 28, 70. Hàng này là hàng mới chưa sử dụng nha anh chị ha. Hàng mới chưa sử dụng, đầu 6 ly, 5 ly, 4 ly, cái này chắc tầm 3 ly ha, gồm có 4 cây như thế này. Đấy, anh chị mình có thể thấy hàng mới chưa xài, thì về chung một lô đồ Nhật. Chiều dài cái này dài nhất tầm 8.5 xăng, ngắn nhất là tầm khoảng hơn 6 xăng. Có một cái móc treo như thế này luôn ha. Hàng là anh chị mình có thể thấy là hàng mới chưa sử dụng, những cái đầu nước sơn màu đen vẫn còn, nhìn thấy rất là đẹp ha, đều tăm tắp luôn. Rồi, mã số 28, giá là 70.000. 29 cho anh chị mình làm điện lạnh. 29 là một cây cờ lê lực. Cây này là của hãng Esco, Esco Corporation. Dòng sản phẩm là EA723B. Cây này mở xóa, mở ốc số 17 và lực là 18 N/m nha anh chị ha. 17 x 180 kg F x cm. Cây này còn khá mới nên anh chị nhìn thấy cái phần cán nó còn chắc chắn dày dặn nè.
Đó, đây ha, nước sơn màu đỏ vẫn còn. Mở lực khóa số 17 và mở lực tối đa là 18 Newton ha. Khóa số 17 giùm em. Thì cái này em chưa có đánh kỹ, anh chị mình có thể mình đánh mình vệ sinh cho nó láng thêm thôi. Chứ cũng không có xài nhiều, hàng còn rất là mới. Đó, bằng trang ha. Rồi, cái này chiều dài tầm khoảng là 19.5 xăng, mã số 29. 30. Em lên một cây khóa hai đầu của hãng Esco 30. Cây này thì chắc là thích hợp cho anh chị mình làm điện lạnh của hãng Esco này. Như anh chị mình cần một cái cần nối, mình sử dụng những cái cây lã ống đồng ha, lã ống đồng mà đầu ở trên là có những cái đầu 3/8 hay là 1/4 gì đó, thì anh chị mình sử dụng những cây này để anh chị mình vặn. Cây này của hãng Esco, dòng sản phẩm là EA213, đầu này đều 1/4 nha chị, đầu 1/4, đầu này là đầu 3/8. Đó, 4 số luôn nha anh chị ha. Chỗ này là số 7. À, số 7 đây. Số 7. Số 8. 3/8 và 3/8 và 1/4 ha. 4 số luôn nha anh chị. Hàng rất là xịn, khi nào mà anh chị mình kiếm được cây như thế này. Bọc thép hết nha, bọc thép hết luôn. Cái này là anh chị mình đảo chiều được. Đó, anh chị mình đảo chiều được. Bật ngược lại này. Đó, bên này anh chị mình bật ngược lại đây. Đây ha. Đó, chỗ này thì chưa có vệ sinh kỹ, cái bánh răng bên trong thôi. Chứ hàng là anh chị nhìn thấy nó còn rất là mới này. Đây, 4 số nha anh chị ha. Esco Nhật, Esco KTC của công ty Esco Corporation nè, liên kết với KTC ha. Đó, Esco. Rồi, mã số 30 giá 350, 4 số. 31 là em lên một đầu búa bằng đồng của hãng Beanlon, và cây này có khắc số 10 ha. Beanlon Nhật Bản, đầu búa bằng đồng. Có logo Zozic nội địa Nhật, safety tool. Đây là phần đầu đóng hai bên như thế này. Cây này nặng tầm 4,6 nha anh chị ha. 4,6. Nếu anh chị nào mà mình cần sử dụng những cây búa đồng để tránh phát ra tia lửa điện mà nặng tầm 4,6 như thế này, anh chị làm thêm mấy cán nữa thì nó sẽ nặng hơn. Cán thì ít nhất cũng phải là 40 đến 50 xăng, 40 đến 50 xăng anh chị. Mã số 31. 31. Đây, Beanlon Nhật Bản, đầu số 10 ha. Đây là phần đầu, phần anh chị mình đóng chốt. Cái này là đồng nguyên khối ha, safety tool Nhật. Đây là phần đầu hai bên. Xem kỹ giùm em ha, em sẽ đo thông số cho anh chị. Đo thông số cho anh chị ha. Đó, rồi, Beanlon. Đó, đầu đồng nha anh chị. Thì chiều dài phần đầu búa là tầm là khoảng 10 hơn 15 xăng nha, tầm khoảng 10 gần 15.5 xăng anh chị. Đường kính phần đầu đóng là tầm khoảng 6.5 xăng, đường kính bên này tầm khoảng là 6.5 xăng, bên này tầm khoảng là hai bên đều nhau hết nha anh chị, 6.5 xăng. Rồi, nặng tổng là 4,6 kg. Mã số 31. Anh chị chốt hàng thì mình điện thoại nhắn tin giùm em ha. Hình thức như thế này. Sưu tầm cũng được, lâu lâu mới gặp một cái đầu búa bự như thế này. 4,6 kg, mã số 31. 32 là một cây kìm bấm cốt. Cây này là của hãng Lobster và anh chị mình bấm được 3 số cốt là 1, 2 và 5. Đây. Đây ha, Lobster Nhật Bản. Made in Japan. Đây phần cán bên dưới. Ở trên nó có những cái vết nhăm nhăm nhẹ nhẹ như thế này nha anh chị. Nước sơn màu đen nè. Ở dưới này do nó có ẩm nước nên có. Cái này là chóc sơn thôi. Anh chị mình có thể mình để vậy mình, hoặc là mình chị mình đánh bóng đi cũng được. Không có bị nhiều ha. Đó, Lobster 3 số. 1 2 5. Hoạt động ok. Thì cái này chiều dài tầm khoảng là 19 xăng hơn. Đó. Đây ha anh chị.
19 xăng hơn. Phần đầu bên trong. Đây. Phần đầu bên trong ha. Đó. Cái này anh chị mình đánh bóng nó sẽ bay những cái hơi ố ố như thế này đi. Rồi mã số 32 giá 308. 33 âm lên một cây bấm cốt của Izumi. 33. Cây này 5N18. Có logo Zozic nội địa Nhật, hàng còn khá là mới ha. Anh chị mình thấy cây này phần cán này dưới màu đỏ. Nước sơn màu đen có logo Zozic nội địa Nhật. Tem vẫn còn luôn. Đây anh chị mình bấm được 4 số cốt. 1.25, 2, 5.5 và 8. Đó, Izumi Nhật Bản ha. Phần đầu hả chị, phần đầu còn rất là đẹp ha. Phần đầu còn rất là mới. Xem kỹ giùm em. Đây. Đây ha, nước sơn màu đen vẫn còn. Đây ha. Rồi. Cây này dài tổng là mã số 33, dài tổng là khoảng 27.5 xăng, 33 308. 34. Em lên một cây kéo cắt tôn của Bisei Đức. Bisei của Đức anh chị ha, Bisei. Đó, xem kỹ giùm em, có chữ Bisei Đức ha. Cây này bao cắt giấy luôn. Này. Thì bề mặt nó có những cái nốt mà chóc xi như thế này ha chị ha, những nốt chóc xi như thế này. Đó. Lưỡi thì bên em bao cắt giấy ha, lưỡi còn bén nguyên. Phần cán bằng nhựa ha. Nó có những sầy chỗ này chút xíu. Ốc ác thép CRM ha. Cái này chiều dài tầm khoảng 24 xăng hơn. Mã số 34 giá là chốt anh chị mọi chốt ha, PC của Đức. 34 308. Phần răng đây nha anh chị, phần răng còn đều nha. Thì lưỡi cắt này có những cái bánh răng. Mã số 34 308. Đây. Anh bên em cắt giấy ha, cắt giấy ok anh chị. Cắt sâu vô trong một chút. Đó. Rồi ok ha. Rồi mã số 34 308. 35. Em lên một cây kéo cắt tôn của Nhật, cây này còn rất là mới, 35. Anh chị mình nhìn thấy ha. Phần ở dưới là phần nước sơn màu xanh. Phần cán trên này đó, sáng bong luôn. Cây cắt tôn của Nhật. Đây. Lưỡi cắt khít tất cả còn gần như là mới luôn nha anh chị ha. Còn rất là mới. Cây này chiều dài tầm khoảng là 26.5 xăng. Cây này anh chị mình sưu tầm cũng được. Còn rất là mới, mã số 35, giá 300. Đây. 35 giá 300. Lưỡi ha, phần lưỡi là sáng bong luôn. Hàng còn rất là mới khít nguyên. 35 300. 36. Em lên một cây kìm điện của hãng cây 3. Cây này cho anh chị mình sưu tầm. Nếu mà anh chị nào mình đang sử dụng, đang sưu tầm dòng cây 3 thì anh chị mình có thể mua cây này. Cây 3 Maruto Sanyo Japan. Đó, này ha. Cán màu đỏ có những cái tay này, anh chị mình khi mình cắt nó không có bị trượt. Cái phần tai nó rất là to. Đây. Này. Cây này ha, không bị hở sáng anh chị. Hai bên có hai cái lỗ cho anh chị mình cắt dây kẽm. Cây 3. Rồi. Những cây ba như thế này rất là chắc chắn, chất thép chắc chắn. Có răng to và răng nhỏ. Răng to và răng nhỏ. Rồi. Cái kìm cây ba này dài tầm khoảng 16.3 xăng. Mã số 36 giá 220. Cắt ok nha anh chị ha. Đấy. 36 220. 37. Em lên một bộ mài khuôn 220. Một bộ mài khuôn gồm có 2, 4, 6, 8, 9 chi tiết ha. 9 chi tiết. Đấy, bộ dành cho máy mài khuôn anh chị ha. Dành cho anh chị mình có thể sử dụng máy khoan cầm tay để mài. Cây này là sản phẩm của hãng Big Man ha. Big Man Nhật. Big Man Nhật. Rồi, em vô chi tiết cho anh chị mình xem. Thì bộ này nó chỉ thiếu hết một cây thôi nha anh chị. Còn rất là mới nè. Anh chị mình có thể thấy còn rất là mới ha. Hàng xài lướt thôi, hàng xài lướt thôi chứ còn rất là mới. Chỗ này dính
như dính gỗ thôi nha anh chị. Anh chị mình có thể ha, còn rất là mới, thiếu một chi tiết một cây thôi. Đây là trên là phần đá mài màu trắng nè, màu hồng. Đây là đá mài hình trụ ha, hình tam giác. Cái này hình trụ. Đó. Còn rất là mới anh chị, có thể xem kỹ giùm em nè. Còn mới ống ánh luôn. Rồi. Cái này anh chị mình thấy là họ có mô tả anh chị mình sử dụng cho cái máy khoan hoặc là máy khoan cầm tay. Đó. Rồi. Chiều dài những cái cây này thì dài tầm khoảng là 5 đến 5.5 xăng anh chị ha, khoảng 5 đến chỗ này là khoảng 5 xăng này. Cây này cao hơn thì tầm 5 xăng hơn rưỡi hơn. Những cây ngắn là chắc tầm khoảng 4 xăng nha anh chị. Mã số hồi nãy là 37 giá 220. 38. 38 em lên một bộ đầu vít PH2. Bộ này là của BB. BB theo tiêu chuẩn Swiss ha, Swiss Quality Tool. Theo chất lượng Swiss Max ha. Đó, BP. Powerman Thụy Sĩ. Thì bộ này gồm đủ thì nó là 10 cây nhưng mà cho hiện tại chỉ có 2 4 6 cây thôi. Thấy anh chị thấy ha. Rồi. Nếu mà anh chị mình ở nhà mình xài nhiều những đầu PH2 như thế này thì anh chị mình có thể mua bộ này. Đầu PH2 nhân cho tổng là 11 cm. Thì đầu là đầu lục giác 6.35 ly. Đó. Gồm 10 cây hàng này còn gần như là hàng chưa xài anh chị. Có thể họ lấy 6 cây họ xài rồi, còn lại là zin chưa xài. Dán keo hết rồi nha anh chị. Đây. Hàng rất là mới ha. Rất là mới anh chị. Lớp mà bọc màu đồng ở bên ngoài vẫn còn ha. Đó. Dài là 11 xăng ha, dài 11 xăng Bowman. Thì trên đây có những cái chữ mà PP giống như BB Swissmax. Cái này BB Bowman ha. Theo tiêu chuẩn Swiss. Rồi mã số 38 giá 350. 39. Em lên một bộ mũi khoan của Nachi. Nachi ha, em nghĩ chị mình yên tâm chất lượng. Nachi cây này gồm có 2 4 5 cây. 5 size từ 2 đến 6 ly, 5 chi tiết. Thép là HSS thép gió của Nachi ha. Đây, 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 gồm có 4 size. Ở trong này thì có sẵn cho anh chị một đầu lục giác P, một đầu PH2 này, một đầu PH2 và hai cây đinh. Đó. Hai cây đinh ha. Đây chị mình có thể thấy trên đây đều có chữ Nachi và đều có thông số. Ví dụ cây này là size 5 ly, có chữ HSS 5 ly bỏ đây ha. Rồi tiếp cây nhỏ nhất, hàng còn rất là mới anh chị ha, hàng còn rất là mới, nước sơn gần như còn mới nguyên này. Xong kỹ giùm em ha. Đó. Rồi cây 6 ly thì dài tầm khoảng là 9 xăng, cây ngắn nhất là cây 2 ly dài tầm khoảng là gần 5 xăng. Nachi 5 chi tiết 2 3 4 5 6 ly. Rồi mã số 39 giá 200. 39 200. 39 200 nha chị. 40. Em lên một bộ 40. Là một bộ của hãng Vietcell. Big Bell. Vietcell Trà Ben gồm 5 chi tiết ha, gồm 5 chi tiết là những đầu lục giác, ra đầu lục giác nha anh chị. Đầu anh chị mình sử dụng cho máy bắn vít nè, sản xuất tại Nhật Bản luôn. Thì anh chị mình ra đầu này là đầu 2.5 ly, đầu này là đầu 3 ly, 4 ly, 5 ly và 6 ly ha. Đó. Hàng mới chưa sử dụng, sản phẩm của Trà Ben Nhật Bản. Anh chị mình sử dụng cho máy bắn vít và anh chị mình mở những ốc ha. Ốc từ 3 4 5 6 từ 2.5 3 4 5 6 sử dụng cho máy bắn vít ha. Chiều dài cái này tầm khoảng là 6.5 xăng. Rồi mã số 40 của Vietcell. 40 một bộ
một bộ sử dụng cho máy bắn vít ha, của Vessel mã số 40 giá 141 100. 41 là một bộ gồm một hộp gồm có 2 4 5 5 lưỡi khoan, 5 mũi khoan của hãng Kobenko ha. Cây này là thép gió HSS Nhật Bản và cây này dùm em là mũi khoan size 4.5 ly Mitsubishi. Đó. Mitsubishi ha. Cây này là size 4.5 ly dùm em. Đều nhau hết nha chị ha, một size 1 4.5 ly. Dài tổng khoảng là 8.5 xăng. Hàng mới chưa xài. Đây. Mitsubishi ha. Nguyên vật liệu của Mitsubishi Kobe Tun. 5 mũi nha anh chị ha. Rồi mã số 41 giá 100. Sử dụng cho máy bắn vít hay là mũi khoan nha anh chị ha. 41 100. 42. 42 là một đầu nối cho anh chị mình sử dụng cho máy bắn vít, nối ra đầu là anh chị sử dụng cho đầu tua vít này, những cái đầu vít này ha. Thì bộ này là của đây. Đây cái anh chị mình có thể thấy ha, anh kia anh chị cái này là phần nối từ cái máy khoan ra, thì anh chị mình ráp những cái đầu tua vít này vô để anh chị mình mở những cái con ốc khác nhau, kèm theo là một đầu VS2 sẵn anh chị ha, hàng mới chưa sử dụng, kèm theo một đầu VS2 và cái này là của Fujiwara Sanzo Hyogo Miko ha, SK11 Nhật Bản. Đây, Nhật Bản ha anh chị, hàng còn mới chưa sử dụng, kèm theo một đầu VH2, kèm theo một đầu VH2 ha. Thì hình thức nó như thế này anh chị mình thấy, thường thường nó có tem, nó có vỏ đi kèm thì còn biết được xuất xứ ha. Nhiều khi hàng bãi về nó rớt ra còn mỗi cục này là hàng không có chữ luôn. Thì cây này dài tầm khoảng là 8 xăng, mã số 42 220, sử dụng cho máy bắn vít. 43 một cây đe ha, một cây đe này cho anh chị mình xài. 43 đe này đe rùa, thì hình thức nó còn như thế này nha anh chị ha, hình thức như thế này đấy. Nếu mà anh chị về mình xài, mình làm để mình đóng ok, có một cái lỗ cho anh chị mình xuyên cây vô cho chắc chắn. Thì đe này nặng là 2 ký 850, hơn 2 ký 8 nha chị em, nói chung là hơn 2 ký 8 đi. Hình thức cái này còn rất là sáng đẹp. Cái này chiều cao tầm là khoảng 8.5 xăng, chiều dài tổng thể đe là tầm khoảng 21 xăng ha, và phần mặt đe là tầm khoảng 14 xăng, hơn 14 xăng. Phần mặt đe là tầm hơn 14 xăng nha chị ha. Này, một cây đe rùa, bán rộng mặt đe là khoảng 5.8 xăng, nặng hồi nãy là nặng là 4 ký 8 à, 2 ký 8 nha chị ha, 2 ký 8 50, 2 ký 8 50 nha. Số 3 hình thức như thế này nha chị ha, xem kỹ trên clip giùm em rồi mình chốt hàng. Đó, xem kỹ trên clip giùm em rồi mình chốt hàng. Một cây đe rùa size số 3, thì mặt đe có những cái vết cấn cho do sử dụng ha, nhưng mà anh chị về mình xài vẫn được. Sưu tầm thì mình kiếm cây khác, còn này anh chị mình xài ha. Mặt đen nạ hồi nãy là dài là 14, từ đây tới đây là 14, rộng là 4.5, rộng là khoảng 5.8 xăng. Rồi mã số 43 650, mua tiền chuyển khoản bao ship do nó rất là nặng ha. 43 44 em lên một cặp cạo, một cặp cạo chữ C cho anh chị mình làm cơ khí, mình kẹp cơ khí. Thì cặp này nước sơn màu đen vẫn còn của hãng Lobster. Cây này là size ngàm mở là 100 ha. Ngàm mở là 100mm của hãng Lobster. Nước sơn màu đen vẫn còn Japan. Một cặp nha anh chị. Ngàm mở là 100. Ngàm mở là 110 xăng. Đó, tương đương với 10 xăng ha. Khoảng 10 xăng. Rồi dài tổng thể phần chữ C tầm là khoảng gần 20 xăng. Rồi. Bề ngang như thế này tầm khoảng là 12 xăng ha. 12 xăng. Những ốc ren này còn đẹp nha chị ha, nước sơn màu đen vẫn còn đó, đây ha. Rồi có dính một ít sơn màu xanh, thì hai cây này cũng y chang nhau à, hai cây này y chang nhau, về chung một cặp luôn.
Rồi cặp này nặng tổng thể là 3,1 kg nha chị. Một cặp này là 3,1 kg, mã số 44, giá là 750. 45. 45 em lên một chiếc thùng đồ nghề đi. Là một chiếc thùng đồ nghề. Thì Tool Box 45 170. Thì cái này anh chị mình thấy cũng còn rất là sáng đẹp ha. Ở trên này có chày chày nước sơn một chút. Đây là phần dưới còn đẹp nè. Đó. Đây. Hình thức ha. Tool Box thì cái này nó nhỏ nhỏ cho anh chị mình sử dụng, mình để những vật nhỏ. Khoảng là 620g nha chị ha. 620g. Hai chốt. Đo chiều dài chiều rộng trước. Ở cái này dài tầm khoảng là 25.5 cm. Chiều rộng cái này phủ bì luôn anh chị. Cái này phủ bì có nhiêu là xài nhiêu luôn, không có trừ hao. 10.6 cm. 11.6 cm ha. Rồi chiều cao tầm khoảng là 10 cm. Đó. Mặt bên trong ha. Mặt bên trong như thế này. Nước sơn cũng còn đẹp ha. Có bên ngoài như thế này thì nó hơi chóc sơn những phần này một chút. Anh chị mình xem kỹ giùm em rồi mình chốt. Rồi mã số. Mã số 45 170. Hai khóa anh chị, hai chốt ha. 45 170. 46. Em lên một chiếc thùng cái này à. Chắc bạn kỷ niệm gì đó của Matsushita. Matsushita mà giống như thiết kế cho NASA, bay NASA được chọn cái dịch. Anh chị mình có thể dịch dòng chữ này ra giùm em ha. Space Shuttle số 11 gì. Rồi. Chiếc thùng như thế này nha anh chị ha. Mã số 46. 46 giá là 270. Đó. Hai khóa nha anh chị. Hai khóa đây là phần nắp. Thì nước sơn màu xám ở dưới phần đáy thì nó có những cái vết như vết là chảy sơn như thế này. Và chỗ này ha, chỗ này anh chị mình thấy nó hơi bị chóc sơn nhẹ thôi ha. Đó, anh chị mình có thể mình vệ sinh, mình phủ một lớp sơn lại cho đẹp. Không có bị rỗ vô phần thép nha anh chị ha. Đó. Không có bị rỗ vô phần thép ha. Anh chị mình có thể mình đánh bóng, mình làm thêm cho nó sạch, nó đẹp thêm. Rồi, cái mặt bên kia nó đẹp hơn. Đó, anh cấn chút xíu thôi. Đó, mặt trên ha, rất là nhiều bản lề. Rồi, tổng thể còn rất là đẹp không chị. Đây, mặt bên trong. Mặt bên trong như thế này. Rồi, đây phần nắp ha. Cái này thì không có bị kiểu móc kéo nhiều. Anh chị mình đóng vô là nó khớp thôi. Chiều dài cái này tầm khoảng là 34 cm. Bản rộng khoảng là 20 cm. Chiều cao phủ bì tầm khoảng là 8.5 cm ha. 8.5 cm. Và thùng này nặng là 1,2 kg. Hơn 1,2 kg nha chị. Hơn 1,2 kg. Mã số 46, giá là 270. 47 em lên một chiếc bình xịt ha. Một bình xịt dầu 47, 650. Đây. Chỗ này ha anh chị ha. Bình xịt. Thì cái phần bếp chỗ nhỏ chỗ này tầm chắc khoảng 2 ly, hơn 2 ly. 2 ly nha chị ha. 2 ly. Rồi. Make in Italy của Ý nha chị ha. Của Ý giùm em. Đó, make in Italy của Ý. Thì phần đầu dưới này, phần bếp ra anh chị mình xịt tầm 2 ly nha. Ở phần dưới này thì trong lòng nó tầm khoảng là 8 ly. 8 ly nha chị ha. Giờ em đo tới phần bình đựng. Bình đựng nhớt hoặc dầu thì cái chỗ này là chiều cao bình là khoảng 13 cm. Đường kính bình tầm là khoảng 9. Đường kính bình khoảng là 9.5 cm. Phủ bì ra khoảng 9.7 cm nha anh chị ha. Đó, nước sơn màu đỏ vẫn còn. Một chiếc bình xịt nhớt của Ý, Italy. Đây. Anh chị mình có thể thấy ha. Nước sơn màu đỏ vẫn còn. Đây là phần ốp ren. Đó. Thì bên em chưa có vệ sinh kỹ nên anh chị mình về anh chị mình có thể mình spa thêm những cái phần này nhìn cho nó láng ha. Anh chị mình đánh bóng thêm. Cây này hàng của Ý. Đó. Make in Italy. Rồi mã số. Mã số 47 giá 650.
48. Em lên một viên đá mài. Viên đá này của làng dao Sakai. Và cây này là của hãng Tohi nha anh chị ha. 48 Sakai Tohi Japan. Thì viên này cũng mới xài lướt thôi, hàng còn khá là mới, còn vỏ. Sakai Tohi, Tohi Japan. Đó. Thì viên này tầm độ rít tầm 1000 nha chị ha. Độ rít tầm 1000 giống như viên kinh 1000. Đây. Viên này mới xài lướt thôi chứ xưa chưa có xài nhiều, anh chị mình thấy nè. Đây là phần cái mặt xài ha. Đó. Anh chị hơi xài hao chút xíu thôi chứ không có nhiều ha. Vẫn còn thẳng tắp nè. Thẳng tắp ha. Đó, xem kỹ giùm em. Đây, hàng xài lướt thôi. Rồi. Viên này chiều dài là 21 xăng. Thì những viên 1000 như thế này em thấy nó size cái nó tương đương nhau. Rộng là khoảng 6.7 6.6 xăng. Và chiều cao. Chiều cao là khoảng 3.3 xăng ha. Chiều cao 3.3 xăng. Chị xài có lướt chút xíu rồi anh chị mình có thể thấy ha. Còn bằng tre nè. Đó, chị xài có lướt chút xíu, không có bị lõm cho nhiều, chút xíu thôi. Mã số 48 giá 500 ha. 48 chị mình thấy để vô nó bằng nguyên luôn. Đó, để vô nó bằng nguyên ha. 48 500. 49. 49 là một cây cưa sắt của hãng Macvo Nhật Bản ha. Cây này thì thiết kế giống như của Sweden Thụy Điển vậy. Macvo. Đó, thiết kế rất là chắc chắn. Thân bằng thép chắc chắn. Chỗ này anh chị mình mở mình chỉnh lưỡi cưa. Thì cây này sử dụng lưỡi cưa 25cm giùm em. Lưỡi cưa 25cm. Macvo Nhật Bản ha. Xem kỹ giùm em. Có những cái vết chày như thế này thì anh chị về anh chị mình đánh bóng và nó láng lại ha. Láng lại. Ráp thêm nhám nó láng này là đẹp rồi. Chiều dài tổng thể khoảng là 34cm. Chiều cao tầm là khoảng 14 cm ha. Chiều cao tầm 14 cm. Một cây cưa sắt của hãng Macvo như thế này, Nhật Bản. Dòng sản phẩm là HF250. Rồi mã số 49 giá là 480. 50 em lên một cây cho anh chị mình viết thử điện ha. Một cây vút thử điện cho anh chị mình thử điện âm tường. 50 ha. Cái đố này là bao da thật nha anh chị. Đó, cái này là bao da thật luôn, còn rất là mới. Này anh chị mình treo lên. Viết tự điện ha. Có đóng chữ Nhật lên luôn. Thì cái bao da này anh chị mình có thể mình đánh xi thêm, xi da, xi dày. Nó sẽ nhìn da nó mịn nó đẹp hơn. Cái này anh chị mình nhìn thấy da anh chị thấy nó còn mới nè. Rồi. Thì anh chị mình bỏ pin vô mình mới xài được ha. Battery cover. Bỏ pin vô, mở hai cái chốt này ra, bỏ pin vô giùm em. Đó, hàng còn rất là mới. Cái này bên em test bao sóng nha anh chị. HSS-6. Cái này anh chị khi mình giống như là cây này là bút thử điện âm tường á, khi anh chị mình thử lại ví dụ như gần cái nguồn điện như là ổ điện hoặc là bóng đèn thì anh chị mình bỏ vô, khi anh chị mình bấm nó kêu tít 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 á. Đó. Rồi. AC 80V ha, đến 600V. AC là xoay chiều ha. À, chị mình sử dụng điện ở Việt Nam cũng được là 220V nè. Tại vì tối đa là 600V. Cái này thì anh chị, đây là cái đầu anh chị mình khi mình thử ha. Và cái này đặc biệt là anh chị mình có thể kéo ra khi mình đứng dưới đất, mình có thể mình kiểm tra ở trên tường, trên trần, trên cao cũng được. Đó, kéo ra như thế này. Rồi. Kéo ra ha. Rồi mình dơ lên, ví dụ mình dơ lên ổ điện, dơ lên bóng đèn vậy đó. Thì nó sẽ sáng cái bóng đèn đỏ chỗ này. Chỗ này phát ra âm thanh tít tít. Rồi. Cây này chiều dài tổng khoảng là 21cm. Em cũng chưa đo ra tầm, chắc tầm hơn nửa mét đó. Khi anh chị mình kéo ra, mình kéo theo phương thẳng giùm em ha. Đừng kéo mà bẻ cong nó. Nó màu xài như vậy nó màu hư thôi. 60. Dài tổng chắc khoảng 68cm nha anh chị. Dài tổng chắc khoảng 68cm ha. Rồi. Mã số 50. Một cây vít thử điện âm tường. 50, một cây vít thử điện âm tường.
của Nhật ha. Cái này anh chị mình có thể chụp lại mình xem hãng giùm em ha. HSS-6 chữ Nhật không à, em không có tra được tên. Mã số 50, một cây vít thử điện âm tường của Nhật. 51 là một cây thước kẹp của hãng Nitutoyo ha. Cây này là hàng có logo Zozic đồ địa Nhật và cây này size 15 cm, 15 cm ha. Đó, Made in Japan. Anh chị mình nhìn thấy ha. Cái phần này nó khít. Đó, anh chị mình thấy nó khít ha. Thì khi mà anh chị mình đo nó sẽ chính xác vào cây này, anh chị mình thấy là phần số vừa khắc chữ vừa in và cây này không chưa có bị mờ phần mực laser. Đơn vị là 0.05. Nó giãn nó to ra như thế này khi mình nhìn nó cũng dễ nhìn nữa. Đó. 15 xăng. Rồi, mặt sau thì nó hơi chấm chấm nhẹ như thế này nha anh chị ha. Mã số 51, giá là 390. 51 ha. Cây này còn rất là sáng đẹp anh chị. Đây, anh chị mình có thể thấy cái phần sơn màu đen ở trong vẫn còn. Đó, đây ha. Các chị hơi lấm tấm chút xíu để bãi, hơi lấm tấm chút xíu bên ngoài như thế này thôi. Rồi. Chứ còn khít anh chị, khi mà mình mua một cây thước kẹp thì mình để ý chỗ này nó khít nè. Và những cái số nó còn rõ ràng. Những hãng lớn như là Mitutoyo thì hoặc là hãng Canon gì đó thì anh chị mình mua hai hãng này nó rất là xịn ha. Rồi mã số 51, 390. 52 là một chiếc 52 là một chiếc bao da cho anh chị mình để đồ nghề hoặc là anh chị mình để kéo ha, làm bonsai cũng được, hoặc anh chị mình để đồ điện này kia mình đi sửa cũng được. Và cây này còn rất là mới anh chị, phần da chỗ này còn rất là mới nè. Đó, phần da ha, da này chưa có bị nứt gì hết, về anh chị mình đánh bóng đánh xây thêm là nó sáng đẹp. Cây này còn hiện tại cũng rất là sáng rồi đó, để đồ nghề hoặc anh chị mình để kéo bonsai vậy đó ha. Chiều dài cây này tầm khoảng là 15.5 cm và phần miệng mở chỗ này tầm khoảng là 5.5 cm anh chị ha. Trong lòng anh chị mình để tầm khoảng nên là khoảng 8.5 cm đó, miệng mở chỗ này tầm khoảng là 5 cm này, chiều ra tầm khoảng là hơn 1 cm này. Đó, anh chị mình bỏ vô ha. Chỗ này anh chị mình đeo vô đai an toàn, đeo vô dây nịt ha. Mã số 52, 150. 53 lên một cây cưa lá hẹ. 53 lên một cây cưa lá hẹ ha. Cây cưa lá hẹ kia, cưa này cho anh chị mình sử dụng, mình cưa những cành ở trong góc kẹt ha. Khi mà cái khe nó hở nó nhỏ quá thì anh chị mình sử dụng cái này, anh chị mình đưa vô. Đây, chữ Nhật đầy đủ nha anh chị ha. Hàng còn rất là mới. Anh chị mình nhìn thấy là do hàng để bã nó bị những cái nhăn nhăn ố ố như thế này thôi. Chứ cây những cái răng này nó còn nguyên này. Đó, những cái răng nó còn nguyên ha. Thân là bằng nhựa cứng nha anh chị ha, nhựa màu đen cứng. Chữ Nhật đầy đủ. Khắc ở trên phần lưỡi cưa luôn. Rồi. Cây cưa lá hẹ này dài tầm khoảng là 21 cm, lưỡi sử dụng 21 cm, mã số 53, 120. 54 cũng là một cây cưa lá hẹ. Cây này là cán gỗ, hàng mới chưa sử dụng, còn tem còn vỏ bên ngoài. Đây chị mình có thể thấy phần gỗ sơn màu đỏ ha, phần gỗ sơn màu đỏ. Hai chốt đồng. Đó. Chữ ha. Rồi. Phần lưỡi đây nha anh chị. Lưỡi là bén nguyên, không có bị mẹ bị gãy răng nào ha, không có bị mẹ bị gãy răng nào. Rồi. Cây này lưỡi sử dụng là tầm khoảng là 21 cm. Mã số 54, 104. 55. Em lên một cây cưa mộng. 55, 150. Thì cây cưa này là hàng mới chưa sử dụng, còn cả tem từ ở trên này luôn. Anh chị mình thấy tem mà ở dưới này có những cái mã vạch này ha. Thì cây này là của hãng Rayosol Black. Thì cây này khi mà cán rời ha, nếu mà hồi trước anh chị mình có mua một số lưỡi cưa mộng á, lưỡi cưa dài tầm, lưỡi này chắc tầm khoảng 18 ha. Rồi, lưỡi này là lưỡi 18 xăng anh chị ha. Thì đợt trước em có bán một số lưỡi cưa mỏng á, anh chị mình của hãng Rayosol hay là
gì đó, Kigo Gyokuyo đó, thì anh chị mình có thể sử dụng lưỡi đó, anh chị mình gắn như này, tại vì cái phần này là phần cán rồi ha, anh chị mình mở ra khổ vô, anh chị mình cái này được, anh chị mình lắp được. Đây lưỡi sử dụng 18 xăng và cây này hai lưỡi. Cái này anh chị mình mua giống như anh chị mình lấy cái cán về để mình thay lưỡi khác mình xài cũng được. Đây Gyokuyo Made in Japan ha. Đó. Ra vô sao. Thì lưỡi này hàng mới chưa sử dụng nha anh chị, nhưng mà do để bãi nên nó dính vô cái phần vỏ ngoài thì hàng còn xài tốt nha. Nó chỉ hơi ố vàng vàng phần trên thôi. Anh chị mình thấy là một bên lưỡi, một bên răng thô ha, răng thưa còn đẹp nguyên này. Đó. Cái này dính giấy không? Đây. Một bên răng mịn nha chị ha. Ố vàng thôi nhưng chứ răng chưa có xài và vẫn còn rất là bén nha chị ha. Ram còn nguyên à. Đây chị mình có thể thấy. Ram nó còn nguyên ha. Lưỡi dài là 18 xăng giùm em. Một bên răng nhuyễn và một bên răng thô rất là đẹp nha chị. Hàng mới chưa xài. Khi mà anh chị mình xài xong này, anh chị sau này mình có mua cái lưỡi cưa mộng này, chị mình gắn vô phần cán hay xài vẫn được. Mã số 55 giá 150. 56 là một cây cưa gấp. Hàng mới chưa sử dụng nha anh chị. 56 giá là 230. 56 230 ha. 56 230. Hàng mới chưa sử dụng. Cán này là cán cao su màu hồng nha anh chị ha. Nếu là anh chị mình vô thích màu hường thì anh chị mình mua cây này. Đây, có chữ Made in Japan. Đó. Đây ha. Đó. Cây này có hai nấc ha. Đây, nấc trên. Anh chị mình có thể thấy. Lưỡi cưa đây anh chị. Đó. Cây này là răng nhuyễn nha anh chị ha, răng nhuyễn. Răng nhuyễn như thế này. Lưỡi này chắc tầm khoảng 21 hoặc 24 xăng. 24 xăng nha anh chị ha. Lưỡi này là lưỡi gần 23 xăng. Đó. Tầm 23 xăng nha anh chị ha. Tầm 23 xăng. Hình thức như thế này, màu hường. Cán màu hường đặc nha anh chị ha. Nhựa dẻo mà nhựa đặc. Đó. Đây Made in Japan. Phần răng ha, cây này là phần răng nhuyễn giùm em. Lưỡi dài 23 xăng. Hai nấc. Đây. Rồi, mã số 56 giá là 230. 57 là một cây cưa. 250. Cây cưa này là có phần cán rồi, anh chị mình có thể mình thay cán khác vô xài. Cây này hàng chuẩn Made in Japan. Đó. Là phần cán anh chị mình khi mình gắn vô, chị mình có thay khác cái lưỡi khác vô mình xài thì mình chỉ việc thay vô cái cán này mình xài thôi. Đây có hình ảnh minh họa. Đây lưỡi dài là 26.5 xăng và phần cán anh chị 57 giá 200 250. 57 giá 250 ha. Anh chị mình thấy hàng mới chưa xài còn cái phần mũ bảo vệ bên ngoài luôn. Đó. Rồi như thế này nha anh chị ha. Đó. Cán bằng nhựa dẻo. Rồi mã số 57 250 của hãng Yesso nè, Lysso ha, Made in Japan. Đây là phần lưỡi nha anh chị ha, đây là phần lưỡi như thế này. Rồi. Mã số 57 giá 250. 57 250. Tiếp theo mã 58 là một cây cưa của hãng ARS. 58 ARS Made in Japan. Phần cán nó không có bị oxy hóa anh chị, màu đỏ còn sáng đẹp, Made in Japan ARS. Lưỡi này là lưỡi to, anh chị mình có thể cưa cành lớn được. Tại vì răng to ha, răng to. Răng cái phần sơn màu đen vẫn còn nha. Răng đều hết không có bị gãy mẻ răng nào. Đó. Xem kỹ giùm em. Rất là nhám tay. Cây này dài tầm khoảng lưỡi tầm khoảng là 15 xăng, lưỡi sử dụng 15 xăng anh chị. Mã số 58 giá là 200. Một cây cưa của ARS, lưỡi 20 xăng. À lưỡi 15 xăng ha, mã số 58 giá 200. 59. Rồi, em lên một cây cho anh chị mình sửa lưỡi cưa. Thì nếu mà anh chị mình có làm bonsai nhiều hoặc anh chị mình ở nhà mình có trồng vườn trái cây, trồng rừng trồng rẫy gì nhiều thì anh chị mình có thể sử dụng lưỡi cưa nhiều thì sử dụng những cái lưỡi cái đồ sửa
lăng cưa này để anh chị mình sửa ha. Cái này anh chị mình thấy những chi tiết này nó còn rất là sáng nè. Rồi anh chị mình bỏ cái răng cưa vô đây, rồi anh chị mình bẻ cái góc, anh chị mình nhấn thì nó sẽ bẻ cái góc lưỡi cưa nó so le nhau, thì nó sẽ khi mà anh chị mình cưa gỗ nó sẽ ăn vô hơn ha. Đó, đây là góc số 4, là góc lớn nhất. Cái này để anh chị mình điều chỉnh ha. Cây này là của hãng Shaw Set số 770 anh chị. Nước sơn là còn đẹp nguyên nè. Đó. Cây này dài tầm khoảng là 17 xăng, 17 khoảng 17.5 xăng. Nước sơn còn đẹp nguyên nha anh chị. Rồi mã số 59 giá 230. 60 là một cây kéo con cá thép trắng không rỉ ha. 60, cây này là hàng cao cấp nha anh chị. Cái hàng cao cấp của làng dao Sakai. Mã số 60 thép trắng không rỉ. Giá 350, cây này còn rất là mới, chiều dài tầm khoảng là 17 xăng. Đó anh chị mình thấy ha, rất là mới. Rồi anh chị nào mà mình không thích cái mình muốn sạch sẽ ha, không phải bảo quản nhiều thì anh chị mình sử dụng những cái này. Hai carbon không rỉ anh chị ha, hai carbon không rỉ. Stainless không rỉ. Lưỡi là mới chuyên nguyên nha. Đó. 17 xăng. Rồi mã số 60, giá 350. 61 là một cây kéo bướm. Cây này là thép Yasuki. Thì thép Yasuki thì anh chị biết rồi, nó cũng thuộc khoảng là thép giấy trắng hoặc thép giấy xanh. Và cây này hàng còn rất là mới anh chị ha. Thấy cái phần tán này chưa có bị đóng nhiều nè. Đó. Chữ nghĩa đầy đủ anh chị ha. Đó. Đó, hãng thì tên hãng anh chị ha. Cây này hai lớp thép và chiều dài tầm khoảng 18.5 xăng. 18.5 xăng. Đây. Lưỡi rất là đẹp nha chị ha, hai lớp thép. Không có bị nhăm nhăm nhiều nha chị. Đây là cái phần lớp thép anh chị mình thấy nó lên tới trên này ha. Nó tầm tới trên này. Hai lớp thép, thép Hitachi của thép Yasugi của Nhật nha chị ha. Thì nó sẽ là thép rơi vào thép chí trắng hoặc thép chí xanh. Còn anh chị mình hỏi sao thì đọc tài liệu nhiều mình biết ha. Tìm hiểu nhiều. Rồi. Thì những cây thép này là thép khá bén và độ giữ bén nó lâu nha chị ha. Khá bén và độ giữ bén lâu. Mã số 61 giá 280. 62. Em lên một cây kéo bếp. Cây này thì dòng kéo là của Mimatsu Nhật Bản ha. Anh chị mình có thể tìm thêm về, hiểu thêm về dòng này. Mimatsu Made in Japan. Anh chị mình cứ tìm hiểu là nó ra thôi ha. Mimatsu Made in Japan. Thì cây này là cây kéo bếp, dài tầm khoảng 20.5 xăng. Hình thức cũng còn rất là đẹp nha anh chị ha. Đây. Sáng bóng nha. Thì có những cái răng này khi anh chị mình cắt hành, cắt rau nó sẽ bám vô, nó không có bị trượt. Nó không có bị trượt, bị chảy ra ngoài. Và răng, cái phần lưỡi cắt là còn zin, còn đẹp nguyên nha anh chị. Rồi mã số 62, một cây kéo bếp của hãng Mimatsu. 62 giá 240. Đó, rất là bén nha. Bén từ đầu đến cuối luôn. Cái này anh chị mình sử dụng để cắt rau, cắt hành trong nhà bếp ha. Hoặc anh chị mình có thể mình cắt đồ ăn cho bé. Thép không rỉ nên nó rất là sáng bóng. 62, 240. 63, em lên một cây kéo cắt cành. 63. Cây này là hai lớp thép nha anh chị ha. Và chỗ này là dưới này là phần chốt bằng da, nó hơi bị giãn một chút. Hai lớp thép nha anh chị. Da dẻ láng mịn nè. Đó. Ốc tròn ha, ốc tròn đều luôn, ốc tròn luôn. Đó. Cây này da dẻ láng mịn nha anh chị mình có thể thấy nè. Cái phần này ha. Gần như lưỡi gần như là full luôn. Đó. Hàng còn rất là mới. Hoạt động ok nha anh chị. Lưỡi rất là đẹp. Và cây này anh chị khi mà mình xài, mình xài cái lớp lưỡi ra tới ngoài này luôn. Đó, anh chị mình thấy không? Nó tôi phần lưỡi ra tới ngoài này thôi. Anh chị mình yên tâm mình xài tới gần hết cây kéo. Hàng Nhật. Những cây này xài anh chị mình xài lâu lắm. Đây. Lớp lưỡi ra tới ngoài này nha anh chị. Đó, anh chị mình thấy không? Cái lớp lưỡi nó tôi ra tới ngoài này luôn ha. Rồi. Bên em đã mài bén hết rồi nha anh chị. Cây này dài tầm khoảng 20.5 xăng, mã số 63, 440. 64. Em lên một cây ha, một cây kéo tỉa tàn lớn. Rồi. Cây này
thép Yasuki nha chị, hàng thép Yasuki, hàng rèn thủ công thép Yasuki đó, cán đỏ vàng. Và anh chị nhìn thấy cái lưỡi ha, cái lưỡi của nó là vút cong lên nha anh chị, cái dáng của nó là nó vút cong lên nè, đó dáng vút cong lên nha, đây dáng nó vút cong lên nha anh chị ha, đó bên này dáng nó vút cong lên. Mã số 64 cán trắng đỏ ha, một cây tỉa tàn lớn thép Yasuki. Rồi cây này dài là khoảng 28.5 xăng nha anh chị ha, khoảng 28.5 xăng, cán đỏ vàng, lò xo hoạt động ok, cây này nước da còn đẹp nha anh chị ha. Anh chị do bên em là không có thời gian, em bên em không có đánh nhiều, anh chị mình đánh nhám thêm hoặc là anh chị mình đánh bóng thêm thì nó rất là bóng mịn đó này ha. Một cây teo kéo tỉa tàn xa rất là lớn, thép Yasuki dày dặn nha anh chị. Rồi mã 664, một cây kéo tỉa tàn size lớn. Cái này anh chị mình sưu tầm ha, xài lâu cũng được. 65 là một cây ghép cành. Size cây này còn rất là mới ha. Made in Japan, cây. Cây made in Japan. Rồi. Mặt trong ha. Đây. Chữ Nhật. Đó. Cái này thì lưỡi sử dụng tầm rất khoảng 5 xăng, 5,5 xăng. Chiều dày chỗ này tầm khoảng là 2,5 ly nha anh chị, khoảng 2,5 ly ha. Lưỡi zin nguyên chưa xài nè. Đó, lưỡi zin nguyên chưa xài ha. Rồi, mã số 65 giá 200. 66. Em lên một cây Dũng. 66 200 ha. Rồi. Cây đục Dũng này chiều dài tầm khoảng là 200 mm. Và lưỡi sử dụng là một phân nha anh chị ha, lưỡi sử dụng là một phân giùm em, hai lớp thép. Đây có phần chữ Nhật trên này ha. Mã số cái này thì bên em chưa có đánh bóng nhiều, anh chị mình có thể mình đánh bóng thêm mà nó sẽ láng o thôi. Mã số 65 giá 200. 66. Em lên một cây đục thép khung rỉ, thép trắng cho anh chị mình sưu tầm. Cây này theo tiêu chuẩn Swiss Make Thụy Sĩ ha, sưu tầm. Cây này rất là lâu em chưa thấy. 66. Giá là 280. Đây phần gỗ anh chị ha, cái gỗ là anh chị thấy nó đồng tâm luôn. Đó. Phần gỗ ha, phần gỗ nhìn cũng lạ nữa. Cây đục là cây đục 15 ly ha anh chị ha, 15 ly Swiss Make. Rochester Swiss Make. Ulrich in Ulrich ha, 15 ly. Và cái này là cây đục Dũng ha, đục Dũng anh chị mình thấy. 15 ly. Lớn dữ. À 15 ly đúng rồi nha anh chị. 15 ly đây ha. Đục thép không rỉ 15 ly của Swiss Make ha. Đó. Đây là phần đầu đóng nha anh chị ha. Chỗ này là phần gỗ. Thì em thấy phần gỗ này thường thường thấy ở một có một cây dao của Đức. Có phần tay cầm bằng gỗ nhưng mà nó rất là nhám bên ngoài như thế này, nhám hơn cái này luôn. Đó. Rồi. Đục 15 ly của Swiss Make nha anh chị ha. Rồi. Và cây này dài là khoảng 22 hơn ha. Hơn 22 xăng. Mã số 66 giá 280. 67. Em lên một cây dao chặt thì cây này là về chung một lô hoàng hệ nha anh chị ha, là chung như thế này. Đó, anh chị mình có thể thấy. Rồi. Cái này mã số 67. Hàng xịn nha anh chị. 67. 550 ha. Cây này là một cây dao chặt dáng gù và anh chị mình thấy cây này hàng mới chưa sử dụng nên cái phần đầu trên nó không có bị cấn, không bị dập ha, phần sống dao không bị cấn bị dập. Logo con chuồn chuồn. Đó. Nghĩa là giống như hãng rìu nha anh chị ha. Thì cái này là phần lõm, thiết kế lõm của hãng ha. Cây này chuyên để anh chị mình chặt. Lưỡi zin nguyên là ba lớp thép anh chị. Đó anh chị mình thấy cái đường tách lớp ha. Lưỡi zin nguyên luôn, ba lớp thép. Cái này vắt hai mặt tay trái tay phải đều xài được nha chị. Nếu mà nhà anh chị mình có một cây rìu lõm như thế này thì có một cây rìu lõm dáng này hoặc có một dáng khác nữa thì anh chị mình có thể mua cho đủ bộ một bộ hàng lõm như thế này ha, hàng rèn thủ công. Cây này còn rất là sáng đẹp nè,
không có bị mụn mặn còn mới. Vậy anh chị mình sưu tầm cũng được, anh chị mình chặt cây cũng được ha. 15 xăng, lưỡi sử dụng 15 xăng, bản rộng nhất là khoảng 6.4 xăng ha. 6.4 xăng. Rồi. Độ dày cây này là khoảng, độ dày cây này khoảng 7 ly, hơn 7 ly. Nặng tổng là khoảng 600 g. Mã số 67, giá 550. 68. Rồi, em lên một cây rìu. Đó. Cây này là có chữ giấy xanh luôn nha anh chị. Cây này có chữ giấy xanh luôn. 68. Đây, một cây rìu nha anh chị ha. Cây rìu chặt hoặc anh chị mình bổ cũng được. Đây, logo có hai chữ này và y chang ha, có cái gạch và chỗ tròn tròn như thế này. Đó. Y chang ha. Rồi. Cây này là ba lớp thép giấy xanh nha anh chị, ba lớp thép giấy xanh ha. Đây. Anh chị mình có thể thấy ba lớp thép nè. Rồi. Mặt đằng sau. Đầu trên ha. 460. Đó. Rồi. Cây này chiều dài tổng là khoảng, chiều dài phần cán chứ ha. Cán tầm khoảng 32 xăng. Phần lưỡi sử dụng là tầm khoảng 11.5 xăng. Rồi chiều cao cây này tầm khoảng là 7 xăng ha. Chiều cao cây này tầm khoảng là 7 xăng. Chỗ này nó dày hơn nha chị ha. Nặng tổng là 600 g. Cây này 600 g ha. Cây này thích hợp cho anh chị mình bỏ ba lô mình đi phượt, mình đi cái này anh chị mình đi, mình chặt cây, mình đi phượt, đi cắm trại cũng được. Mã số 68. 69. Em lên một cây dao chặt bầu thép giấy xanh. Vát hai mặt dùng cho tay trái tay phải đều xài được. 69. Rồi. Cái này của làng dao Tosa và phần cán thì nó có như thế này, anh chị mình có thể mình thay cán khác mình xài cũng được ha. Xem kỹ giùm em. Đó, thép giấy xanh của làng dao Tosa. Cây này thì có thể là lớp lõi nó lên trên cao nên là khi bên em mài chưa có thấy ra nha anh chị ha. Đó. Kệ đây. Đây anh chị ha. Phần lõi lên tới trên này nha anh chị nha. Đó, anh chị mình có thể thấy kỹ giùm em. Đó. Đây. Thì phần sống dao nó như thế này anh chị ha. Đó, phần sống dao như thế này. Đây. Xem kỹ giùm em ha. Đó. Có thể cây này nó thiết kế như vậy chứ không có phải bị tè nhiều nha anh chị ha. Đây. Thì em bán theo tình trạng như thế này nha anh chị ha. Hàng có sao thì em bán theo tình trạng như thế này. Như thế đó. Hàng còn vậy mà bảo duy nguyên thì em cũng không có. Rồi, mã số 69. Một cây dao chặt hai mặt. Thép giấy xanh, lõi giấy xanh ba lớp ha. Của làng dao Tosa. Một cây dao chặt bầu. Cây này da dẻ láng mịn. Chiều dài tầm khoảng, lưỡi sử dụng là khoảng 15 xăng hơn ha. Bản lớn nhất là 6.8 xăng. Độ dày. Độ dày là khoảng 9 ly nha anh chị ha. Độ dày khoảng cho tầm khoảng 8 ly rưỡi thôi, 8 ly rưỡi đến 9 ly ha. Rồi mã số 69, một cây dao chặt hai mặt thép giấy xanh. Nặng là khoảng 670 g. Rồi em đã lên 69, mã clip số 29. Anh chị mình chốt mã nào thì điện thoại nhắn tin và số điện thoại trên tiêu đề dùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn. Và để theo dõi các clip tiếp theo thì anh chị mình bấm nút like và nút đăng ký kênh dùm em ha. Em xin chân thành cảm ơn.